quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Đỗ Thị Hà nhập cuộc Miss World bằng màn quẩy cực sung nhưng lại mắc một sai sót đáng tiếc. Rạng sáng ngày 22 tháng 11 theo giờ Việt Nam, Hoa hậu Đỗ Thị Hà hạ cánh an toàn xuống sân bay tại thủ đô San Juan, Puerto Rico, bắt đầu cho hành trình chinh chiến tại Miss World Hoa hậu Thế giới 2021. Theo chia sẻ của dân dài Thanh Hóa, cô là thí sinh cuối cùng tới với cuộc thi. Người đẹp cũng đã kịp làm quen với một số hoa hậu nước khác trên đường di chuyển. Đỗ Thị Hà hạ cánh an toàn xuống Puerto Rico sau gần 40 giờ bay từ Việt Nam. Tại đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng dàn thí sinh đã được đại diện chủ nhà chào đón nồng nhiệt. Họ cùng nhau nhảy điệu múa truyền thống trên nền nhạc sôi động của người bản xứ. Trong clip, cùng với các đại diện khác, Đỗ Thị Hà có màn quẩy cực sung, trông cô tràn đầy năng lượng và tự tin, dù vừa phải di chuyển một hành trình dài. Tuy nhiên, dù có màn chào sân khá ấn tượng, song đại diện Việt Nam đã gặp một sự cố nhỏ khi cô đã vô tình đeo ngược giải băng Miss World Việt Nam. Miss World, Hoa hậu Thế giới là đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh. Cuộc thi năm nay là mùa giải thứ 70 tổ chức tại San Juan, Puerto Rico với sự tham gia của hơn 100 người đẹp đến từ các châu lục. Đại diện Việt Nam tại Miss World 2021 là Đỗ Thị Hà, đương kim Hoa hậu Việt Nam 2020, 20 tuổi. Trước đó, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã có buổi ra mắt đầy ấn tượng trước ngày lên đường dự thi Miss World 2021 tại Puerto Rico. Tại sự kiện, cô công bố các trang phục chính thức, phần nhảy Dance of the World, tiết mục tài năng tại cuộc thi và chia sẻ về hành trình sắp tới. Đặc biệt, Đỗ Thị Hà đã lần đầu thể hiện bài múa của mình trong bộ trang phục nhụy kiều tướng quân Bà Triệu. Đây cũng là vị nữ tướng lừng danh đến từ quê hương Thanh Hóa của nàng hậu. Bộ trang phục được thiết kế bởi nhà thiết kế Thủy Nguyễn và phần mão đội đầu được chế tác bởi nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông. Cũng tại sự kiện, Đỗ Thị Hà trổ tài chơi đàn tơ rưng cực ấn tượng, cô diện đầm xanh gợi cảm, trang điểm tinh tế và đầy sức cuốn hút. Đồng thời, người đẹp cũng chia sẻ về dự án nhân ái của mình. Dự án mang tên Beautiful House được thực hiện tại Nóc Tác Lan, xã Trà Gion, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Trà Gion cũng là một trong những xã đón chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau trận lũ quét, sạt lở cách đây một năm về trước. Không chỉ thiệt hại về vật chất mà còn thiệt hại về sinh mạng khiến nhiều người xót xa. Chung kết Miss World 2021 sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 12 giờ địa phương. Đương kim hoa hậu Toni Anshai, người Jamaica sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm. Đỗ Thị Hà sẽ có gần một tháng thi đấu tại xứ người cho hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Thế giới 2021. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.